Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đồng hồ Zowie ZT300AB. Đây là chiếc đồng hồ đến từ hãng Trung Quốc. Bên mình đang bán với giá 600.000, bảo hành cho các bạn là 6 tháng. Ok, đồng hồ này có chức năng đặc biệt đó chính là kết nối được với điện thoại. Và chúng ta xem coi nó kết nối như thế nào các bạn nhé. Giá là 600.000 các bạn, sẽ bao gồm là một cái hộp đồng hồ, một chiếc đồng hồ và có pin. Bạn nhớ là mình có tặng, bạn phải tặng mà là có kèm theo pin, hãng có kèm theo 20 pin cho chúng ta. Ở đây là cái QR để chúng ta quét, để chúng ta tải cái ứng dụng để kết nối. Một cái túi để đựng đồng hồ, một dây đo thường, một dây đo nhiệt độ, một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Mình sẽ xem qua các thông số cơ bản của đồng hồ, xem nó sẽ đo được thông số như thế nào để chúng ta biết ta đo cho nó đúng. Ok, nói về decibel, đo tối đa là 1000 decibel, acvol tối đo vol xoay chiều tối đa là 750 v. Đo ampere thì ampere một chiều là 10 ampere, ampere xoay chiều cũng là 10 ampere thôi ha, cũng là 10 ampere thôi. Đo điện trở là 60 mega ohm, thường mình chỉ quan tâm giá trị tối đa. Đo tụ thì tối đa là 10.000 microfarad, là khoảng là 10.000 UF các bạn nha. Đo tần số là 10 MHz. Ok, có chức năng Bluetooth kết nối nè, đo diode được luôn. Đo nhiệt độ thì tối đa là 1.000 độ C. Rồi đó là những thông số cơ bản của đồng hồ này, mình nói nhanh qua, mình sẽ dẹp bớt qua thì mình đo cho bạn coi. Rồi đầu tiên, trước hết, để kết nối được với Bluetooth cười từ đồng hồ qua điện thoại, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ vào ứng dụng Zalo giúp mình ha. Chúng ta sẽ bấm vô cái ký hiệu QR trên đây, bấm vô QR. Xong chúng ta sẽ quay cái lưng đồng hồ lại, chúng ta sẽ quét vô cái mã QR này các bạn nhé. Bạn quét mã QR vô, bạn chỉnh kinh chỉnh, sau đó ánh sáng cho đầy đủ mới quét được nha, chứ tối hù là quét không được đó. Ok, được nè, bạn bấm chữ mở link cho mình nha. Sau khi bấm vô chữ mở link, các bạn thấy đồng hồ sẽ hiển thị, màn hình sẽ hiển thị chúng ta là có nhiều lựa chọn. Nếu bạn xài iPhone, các bạn sẽ bấm vô iOS download. Nếu các bạn xài điện thoại di động Android giống mình, không phải là iPhone, thì chúng ta sẽ bấm vô là chữ Android download, bấm vô. Thì sau khi chuyển sang trang Android download, chúng ta sẽ hiện lên cái chữ là download. Đây, cái chữ download các bạn thấy không? Đèn lót đây, chữ download các bạn thấy không? Bấm vô chữ download này để tải ứng dụng về ha, bấm vô download để... Rồi sau khi tải về xong, chúng ta sẽ có thấy là một chữ là Bluetooth DMM. Đây là cái ứng dụng của cái kết nối này ha. Thì đầu tiên để kết nối, các bạn sẽ gắn pin vô nha. Xong các bạn dặn lên đi, cho nó mở cái đồng hồ lên ha. Sau khi mở đồng hồ lên xong, các bạn bấm vô nút bên đây nè, thấy cái ký hiệu mà 2S không? Đây, bấm vô và đè nó nha, bấm đè khoảng 2 giây thì đồng hồ sẽ hiện lên chữ Bluetooth ở đây. Thấy không? Thấy Bluetooth không? Đây, chớp chớp, nó đang chờ kết nối. Ok, mình sẽ tiến hành mình mở Bluetooth của cái đánh máy mình lên. Bluetooth nè, mình mở Bluetooth lên. Rồi, mình tiến hành mình mở cái ứng dụng lên. Thì các bạn nhớ là cho phép nó truy cập vào thông tin của thiết của cái vị trí để nó có thể liên kết được nha. Thì mình sẽ cho chi phép là chỉ lần này hoặc là trong khi ứng dụng đều được, tùy các bạn chọn. Mình sẽ chọn chỉ lần này. Rồi mình sẽ chọn vô chữ visitor, hoặc là bạn đăng ký cũng được, bạn đăng ký tài khoản của ứng dụng cũng được, nhưng mình nghĩ không cần đăng ký đâu, mình sẽ dùng cái ứng dụng khách đó. Nghe, mình sẽ bấm vô chữ visitor, bấm vô. Ok, nó kêu mình chấp cấp cho nó vị trí. Ok, mình mở vị trí lên, mình quay lại ứng dụng. Rồi sau khi quay lại xong, chúng ta do mình đã kết nối lần trước rồi nên bây giờ nó bị dính lại á, nên mình sẽ dùng một cái kết nối khác ha. Bạn bấm vô chữ Bluetooth cái hình này nè, bấm vô. Ok, nó sẽ scan in và nó đang kết nối, thấy không? Kết nối với Bluetooth DMM, nó đã connected rồi nè. Ok. Ok, nó đã connected, bạn thoát ra. Lúc này màn hình sẽ hiện chữ auto, thấy không? Là nó đã kết nối xong rồi, bấm vô chữ auto. Rồi vậy là hiện tại cái điện thoại mình sẽ giống như cái đồng hồ. Để cái đồng hồ đo được cái gì thì điện thoại sẽ hiện lên cái đó. Nè, mình dặn nè. Bây giờ mình dặn qua thang khác cũng nhảy qua khác nè, thấy không? Thấy không? Thì buổi bây giờ là công nghệ đó các bạn. Thì cái chức năng này á là nó sẽ dành cho ta sử dụng khi nào. Tại sao có cái mặt đồng hồ rồi mà cần điện thoại chi nữa, đúng không? Là sẽ dành cho những là người để mà giám sát người khác đo, ví dụ như thầy cô,
thầy cô muốn coi thằng này nó đo như thế nào, phải kết nối vô để biết. Hoặc là một người đi vô trong đo, đi vô phòng nào đó đo, mà cái phòng đó nó nhỏ quá, không thể nào vô 2-3 người được, chỉ một người vô được thôi. Còn những người khác ở ngoài thì có thể kết nối bằng điện thoại như này để coi coi thằng đó đang đo gì chỗ và kết quả như thế nào. Thì đó là cái chức năng của đồng hồ này, thì nó dùng là để như vậy. Bạn thấy là cái mặt đồng hồ nó hơi tối, các bạn có thể bấm để mở đèn nền lên bằng cách là bấm và đè nút xanh này 3 giây, 1, 2, 3, đèn nền sẽ mở lên và nó rất là sáng. Ok, sẽ tiến hành hướng dẫn bạn đo những thông số cơ bản ha. Cái gì là ở cái đồng hồ này chúng ta sẽ có là các bạn nhớ là đừng có tắt nha, tại vì nếu đang kết Bluetooth mà bạn tắt nó sẽ mất sự kết nối. Rồi ở cái thang auto tự động này các bạn sẽ đo được những thứ gì, đó chính là đo volt xoay chiều, volt một chiều, thông mạch, điện trở, là sẽ ở cái thang auto tự động này. Thì chúng ta sẽ thử thông mạch chập que lại, đồng hồ sẽ kêu. Ok chưa, nó sẽ kêu thôi chứ nó không có đèn báo, kêu thôi, kêu tiếng thôi đó. Ok, và đây cũng nhảy giống vậy ha, bạn chú ý hai cái này mình kết nối cho bạn coi cho nó dễ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thử đo volt xoay chiều bằng đo cái ổ điện này, xem coi điện áp là bao nhiêu ở thang thông mạch luôn. Ok, bạn nhớ là đo mà nó không có lên á, đo điện ổ điện mà nó không lên không phải do đồng hồ hư, mà là do các bạn đang thao tác que đo chưa đúng, hoặc là ổ điện thì nó dởm quá, nó sát rồi không có tiếp xúc tốt, đo không được. Đo lại 224V, 25, 26V, 27V. Ok giờ 226, 27V. Ở cái chức năng auto tự động này các bạn sẽ không sử dụng được cái chức năng hold giá trị, giữ giá trị đồ nha. Bấm vô chữ hold nè, nó lấy ra thì nó cũng vẫn mất thôi, bởi vì auto thì không có lưu giá trị được. Các bạn chú ý nha, đó là đồng hồ auto nào cũng vậy chứ. Rồi bây giờ chúng ta muốn đo bền ắc quy thì cũng để auto đo luôn các bạn, không cần chỉnh ắc quy hay pin gì cũng được hết trơn á. Ắc quy nè, đưa vô đo thì nó là 12,2V. Ok chưa, mình đo ngược cực thì sao, nó sẽ là âm 12,2V. Ok chưa, đồng hồ kết nó qua cũng nhanh ha bạn ha, bên đây nhảy bên đây cũng nhảy theo chứ nó không có bị chậm. Ok rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thử những thang đo khác. Bây giờ mình muốn đo volt nhưng mà mình muốn sử dụng chức năng hold để giữ giá trị thì mình sẽ chỉnh sang thang bên đây, thang bên đây. Rồi là DC volt, mình sẽ tiến hành đo lại bình ắc quy hồi nãy. Đó, có hai cách, bạn dùng auto đo cũng được, bạn chỉnh đo cũng được, muốn chỉnh để đo cũng được. Đây 12,2V, lúc này mình bấm nút hold nè thì mình mới có thể giữ giá trị được ha, chứ ở thang auto không giữ được, mà thang này thì giữ được. Ok rồi, chúng ta xả ra cho nó mất. Chúng ta có thể bấm vô chữ màu vàng bên đây để đổi cái thang đo, bấm vô. Rồi hiện là AC volt, mình đo lại cái ổ điện lúc nãy để mình thử chức năng hold được không. Rồi 220, 24, 25, 26V gì đó. Đây mình cái ổ điện này hơi cũ, mình đo nó hơi khó khăn quá, chứ mình phải đầu tư cái ổ điện khác các bạn ơi. Đo nó hơi bị gọi là nó không tiếp xúc tốt các bạn. Hay là 26V ha, giống nãy thôi, cũng giống nãy thôi. Giờ mình hold nè, hold. Rồi lấy ra, lúc này sẽ giữ giá trị lại ha. Các bạn nhớ nha, muốn hold phải chuyển qua thang đo chứ không dùng auto để đo được. Rồi, chúng ta sẽ xả ra. Mình muốn đo tần số, bấm vô một cái nữa. Rồi hiện tại là ở thang có chức năng đo AC volt, vậy là đã xong rồi. Mình muốn đo những chức năng khác, ví dụ như millivolt, chuyển qua đây chúng ta sẽ đo là millivolt đây các bạn nha. Millivolt thì thường sẽ không dùng tới thang đo này. Ở thang millivolt này đồng hồ sẽ nhảy liên tục các bạn nha, dù các bạn không đo cũng nhảy nha, nhớ nha, đồng hồ không đo cũng nhảy ở thang millivolt, đây là chuyện bình thường, mà thường á sẽ không dùng tới thang đo này các bạn. Bấm vô chỉ select, chuyển sang AC millivolt, thường cũng không dùng tới thang đo này. Bấm vô một cái nữa, chuyển qua thang độ C, đo nhiệt độ. Các bạn sẽ lấy cho mình là cái que đèn để đo, các bạn sẽ gỡ cái bọc ra, bạn cắm que đen vô đen, đỏ vô đỏ, xong nó sẽ còn một cái đầu dò như thế này, cái đầu để dò nè, đây đầu này để dò nè, thì cái đầu dò này đưa đi đâu thì nhiệt độ lấy ở chỗ đó, vậy thôi, cũng đơn giản mà, mình sẽ không hướng dẫn đâu ha, cũng dễ thôi. Ok, như vậy đã hết chức năng của bên thang này rồi, mình chỉ thang khác bên đây. Rồi
Ở cái thang đo bên đây, chúng ta sẽ đo được những gì? Điện trở, thông mạch, diode, tụ. Nhớ nha, tụ nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo là điện trở nè. M ohm là ở cái hiệu đo điện trở. Mình thử chập que lại xem. Ok, không ohm, nghĩa là que mình đang không có điện trở. Bây giờ mình sẽ thử lấy một cái con điện trở để mình đo thử xem giá trị nó sẽ lên như thế nào. Các bạn xem ha. Rồi, ở đây mình có một con điện trở, mình không nhớ là bao nhiêu, mình đo đại, mình làm biến độc rồi. Đo coi nó là bao nhiêu các bạn nhé. Ok, điện trở là 10 kg các bạn. Mình sẽ coi lại coi, đo xong mình mới coi. Vậy nó mới có sự tính khách quan các bạn. Đây, nâu, nâu nè, đen nè, đen nè, gọi này là đỏ nè, nâu đen đen đỏ, nghĩa là 100 với 2 số 0 nữa là 10.000. 10.000 ohm nghĩa là 10 kg là ok, hiển thị là 9.8 là 10 kg là ok. Mình nhớ đừng có chạm tay vô, nếu mình chạm tay vô thì sao? Chạm tay vô sẽ sụt xuống các bạn nha. Đó, khi đo linh kiện tốt nhất không nên chạm tay. Mình sẽ thử đo một vài con linh kiện trong mạch, đang có trong mạch ở đây. Đó, ở đây có là vài linh kiện. Ở đây mình mà có con điện trở chỗ này. Điện trở chỗ này là 10 ohm nè, mình sẽ đo thử coi có lên 10 ohm hay không ha. Ok, 10 ohm các bạn nha. Điện trở đây là 10 ohm, đo lên. Ổn đó. Tiếp theo, mình sẽ thử chức năng đo khác. Bấm vô cái chữ cell bên đây để chuyển chức năng. Đây là chức năng đo thông mạch và diode, nó gộp chung lại luôn ha. Thông mạch diode là gộp chung. Thông mạch nè. Đó, còn diode thì sao? Diode sẽ sử dụng mạch tiếp tục. Trong đây, trên một cái mạch điện thì nó sẽ có con diode sẽ có hai đầu, một đầu trắng và một đầu đen. Thì cái đầu trắng là sẽ là que âm, còn cái đầu đen sẽ là que dương. Đưa vô đó. Hiện là 0.573V. Nhớ nha, volt các bạn nha, ký hiệu là volt chứ không phải là ohm. Đo diode phải đo ra volt. Và thường những loại diode bình thường á thì đo ra khoảng là 0.6V, mà ở đây đo ra là 0.5 mấy á là ổn. Diode này còn sống, còn xài được, ok. Mình đảo chân lại nó sẽ không có lên, vì là ok. Còn đúng chân á, thì nó sẽ lên là 0.6 là ổn. Và ở chức năng đo diode này chúng ta cũng sẽ đo led luôn ở chức năng này ha, bởi vì led thì nó cũng là diode, các bạn nhớ cho mình nha. Led thì cũng là diode thôi chứ không phải là led là lại khác. Đây, ở đây là có một bóng led màu đỏ, mình sẽ đo thử xem sáng lên, và nó hiện là 1.8V, chứng tỏ là con led này nó đang cần 1.8V để sáng như thế này. Ok chưa? Mình đo ngược chân lại thì nó sẽ không có lên gì hết. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bấm vô cái nút cell select này một lần nữa. Nó sẽ chuyển sang chế độ NF. NF này là farad, nghĩa là đo tụ. Mình sẽ kiếm một con tụ, đây là tụ quạt 1.5 UF để mình đo. 1.5 UF. Ok. Đây, các bạn nhớ khi chúng ta đo linh kiện tốt nhất là không nên chạm tay. Đây, 1.5, đo ra 1.5 ok luôn đó nha, mình không chạm tay nè. Thấy chưa? Nếu mình chạm tay thì sao? Bạn coi này, mình chạm tay vô mình đo. Nó sẽ lên tới 1.6, thấy không? Mình buông tay ra, số 1.5 lại sẽ chỉnh chuẩn xác hơn, khi chạm tay vào sẽ bị sai số. Và một lưu ý nữa, ở đây mình có một con tụ ở trên mạch nè, thấy không? Tụ ở trên mạch nè. Thì tụ này á ở trên mạch thì mình cũng đo giống vậy. Trên mạch nè, mình đo nè. Đó. Thì tụ này có lên hay không? Nó không lên các bạn, thấy không? Nó kiểu như nó bị đơ chứ không lên được. Thì á có hai trường hợp xảy ra. Một là con tụ hư. Hai á là con tụ này nó đang mắc song song với một linh kiện nào đó ở trong mạch, nên đồng hồ không nhận được. Vì vậy, để tốt nhất, để chuẩn chính xác nhất, chúng ta nên gỡ linh kiện ra khỏi mạch, hoặc ít nhất là gỡ một chân nó ra khỏi mạch rồi chúng ta đo thì nó mới được ha. Đừng, không nên để linh kiện còn cả hai chân như thế này trong mạch để mà đo, nó sẽ không chính xác. Rồi, đó là một vài lưu ý về chiếc về đo trên mạch. Tiếp theo, bấm chữ select một lần nữa coi còn gì nữa không. Rồi, vậy là hết rồi, nó quay lại chức năng đo ohm bình thường. Rồi, dạng quan cái nữa, đó là chức năng đo tần số ha. Tần số thì mình sẽ dùng cái thang đo này. Đây, cái đồng cái ổ điện nè. Đưa cái máy lại, đưa cái que lại gần là cũng lên, thấy không?
mình chỉ cần đưa que lại gần thôi, tự động nó cảm ứng nó lên luôn, mà nó lên kiểu nó không có gọi là ổn định á, nên mình sẽ tiến hành mình đo luôn, đưa vô trong thì sẽ ổn định hơn, đo giống như đo đo vôn vậy thôi. Nó đang nhảy rất là tào lao, bởi vì mình đang đo có thể là nó chưa có đúng, chưa cái que đo chưa chạm đúng á, ổ điện này không ổn, cứ chập chờn nó 50Hz thấy không, này mới đúng nè, đó này mình này mới đúng nè, đó 50Hz thấy không, tại vì ổ điện của mình nó không tốt các bạn, ổ điện nó cũ rồi, nó rít nó cũ xì cho rồi nên nó sẽ bị gọi là không có có chuẩn. Rồi tiếp theo là đo ampe nè, đo ampe thì các bạn nhớ đồng hồ khi chuyển sang ampe thì điện thoại sẽ báo là cảnh báo thang đo này là nguy hiểm nè, không được đo vôn ở thang này, thấy không, nó cảnh báo bằng tiếng Anh nè, mình sẽ dịch cho bạn coi nè. Hãy cẩn thận, đây là chức năng đo ampe không đo vôn, có nghĩa là chức năng này không dùng để đo vôn, nếu bạn đo sai thì nó sẽ nhảy, nó hư đồng hồ luôn á, nó khá là nguy hiểm chức năng này, các bạn chú ý ha. Ok, mình sẽ hướng dẫn xíu nữa, sẽ hướng dẫn sau. Tiếp theo mình sẽ dùng chức năng dò điện không chạm, bấm vô nút vàng này nè, bấm và giữ 3 giây, đồng hồ sẽ hiện sang cái chữ là EF, nghĩa là dò điện không chạm. Lúc này cái đầu đồng hồ, cái đầu nha, đưa tới đâu thì nó sẽ nhận cái dòng điện gần ở đó, dù cổ điện đây đưa lại gần đó, nó sẽ báo, nó kêu và nó chớp 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 đó, để chứng tỏ ổ điện này có điện. Và chức năng này là chỉ dò được những ổ điện bên ngoài thôi, chứ không dò được là điện âm tường. Các bạn lưu ý là không dò được điện âm tường đâu nha. Ok, rồi tiến hành đo ampe, mình sẽ bấm chữ confirm là chấp nhận. Ok, để đo ampe mình lưu ý trước các bạn là đồng hồ á, nó đo là A, đơn vị là A, còn trên bình ắc quy á là 7,5 AH. AH thì nó khác với A, điều đó nói lên là đồng hồ này không đo được ampe của ắc quy. Nếu bạn chỉnh qua ampe như này xong các bạn đưa hai que vô như này, bụp là nó sẽ bị cháy đồng hồ hoặc là cháy cái dây đo. Chú ý nha, không đo như vậy mà là ampe đo, đây là đo cường độ dòng điện của một thiết bị tải để tính công suất. Ví dụ mình muốn tính công suất của cái động cơ này là bao nhiêu watt thì mình sẽ tiến hành đo ampe. Ok chưa, đó là mục đích chứ không phải là chúng ta dùng để đo ampe của bình là không được, sai nhé các bạn. Để tiến hành đo ampe, chúng ta sẽ tiến hành kẹp một dây trước để vô nguồn trước. Vô mình kẹp dây đen vô trước nè, giờ mình còn dây đỏ này mình chập vô lá quay nè, đó thấy không, đó chập vô lá quay đó, mà mình không chập nha, mình cứ để đây. Rồi về đồng hồ chúng ta sẽ sao chuyển cái que đỏ nè qua bên lỗ 10A để đo. Ok chưa? Rồi, sau khi chuyển xong, chúng ta sẽ lấy một cái đầu còn lại của cái động cơ nè, cặp vô một dây của đồng hồ. Và dây còn lại của đồng hồ sẽ đưa vô bình ắc quy. Đưa vô bình ắc quy để chúng ta đo, tiến hành đo. Khi cặp vô thì động cơ sẽ chạy. Thấy không? Chạy. Và nó lên đây là khoảng là 1A. Ok chưa? Là lên đây là khoảng 1A. Thì 1A đó các bạn nhân với số vôn của cái bình là 12, nãy đo là 12,2 đúng không? 12,2 mà nhân với 1A nó ra là khoảng 12W. Chứng tỏ là được là cái động cơ này đang tiêu thụ là 12W. Đó, đó là mục đích của đo ampe, để nó tính watt chứ không phải đo ampe của bình đâu, các bạn đừng nghĩ sai lầm như vậy nhé. Rồi, sau khi tiến hành đo ampe của bình xong thì các bạn có thể đo ampe của điện xoay chiều cũng tương tự ha, cũng là mắc nối tiếp giống vậy. Mình hướng dẫn bạn là đưa một chân vô trước, còn chân còn lại thì mắc nối tiếp qua cái đồng hồ là ok. Rồi nhớ nha, thang đo này ampe đo sai là hư nha. Đây là miliampe nè, đây là microampe cũng đo tương tự như vậy ha. Rồi mình sẽ nói thêm về một vài cái chức năng, dụ chức năng ran, cái nút ran này là sao, nghĩa là đồng hồ sẽ dò tự động những thang đo. Dù mình tắt cái này đi ha, này khi mình mở lên nó mình tắt đi, mình sẽ tự động mình chỉnh được cái dấu chấm, thấy không. Đây giờ mình sẽ chỉnh lại bạn coi nè. Bình thường á nó sẽ auto như này, nó sẽ nhận từ 600, từ 1000V trở xuống, nó sẽ tự động nhận. Tuy nhiên mình không thích nữa, mình muốn chỉnh thì mình sẽ bấm vô đây, như ran bấm vô một cái đó, nó sẽ mất cái chữ auto đi. Và lúc này đồng hồ chúng ta chỉ còn một số đầu thôi, là đo được từ 0 cho tới 9V thôi. Bấm cái nữa
sẽ dời dấu chấm qua xuống đây là đo được là tới là 99V, từ 99V trở xuống. Bấm cái nữa tới bên đây đo được là 999V trở xuống. Đó, mình sẽ tự động mình chỉnh ha. Đó là chức năng của chữ RAN này. Ok chưa? Còn chữ reo này là gì? Dụ đồng hồ nó bị nhảy như này chẳng hạn ha, bị nhảy lung tung như này. Mình sẽ bấm vô chữ reo này. Nó sẽ bị mất đi, sẽ về không. Nó không còn nhảy nữa các bạn ha. Bấm vô chữ reo á sẽ không còn nhảy nữa. Đó, kiểu như là cái chữ zero trong cái cân vậy đó, tự tự vậy, nhưng mà thường cũng không dùng tới ha. Còn chữ mat min này thường cũng sẽ không dùng tới cái chữ này luôn ha. Rồi, mình sẽ nói một vài cái chức năng của cái ứng dụng này cái đã. Ứng dụng này thì sẽ có những chức năng là chúng ta có thể là lưu được cái hình ảnh của cái mặt đo, dù bấm như thế này nè, đi lưu nè. Đó, nó sẽ lưu lại với cái hình với cái tên là cái gì đó, bạn bấm như này, bạn save lại. Nhưng mà hiện tại không có gì cái dữ liệu gì để lưu. Dù mình đo gì đó, mình muốn lưu lại thì bấm vô đó lưu. Mình chuyển cái này không được nha. Cái này chỉ làm để cho ta coi chơi thôi, chứ không có chuyển được. Chúng ta phải chuyển trên đồng hồ nè mới được, chứ chúng ta không chuyển bằng cái nút này được bạn nha, không chuyển bằng những cái nút này được. Nó không có ảnh hưởng ha. Ok, thử coi. Không được các bạn. Chỉ nút đây chúng ta không có chuyển được nha, không dùng những chút nút này được. Nút này chỉ để chúng ta quảng cáo chức năng đồng hồ thôi, chứ không có dùng được. Chỉ dùng được những nút là những nút lưu thôi, hoặc là nút dừng kết nối thôi. Chỉ có hai nút đó thôi. Ok, video mình tới đây là kết thúc. Bạn nào muốn mua đồng hồ này hãy liên hệ số điện thoại trên đây của mình. Mình đang bán đồng hồ này với giá 600.000, giao hàng tận nhà thêm tiền giao hàng 30.000, tổng cộng là 630.000. Các bạn được quyền coi hàng trước khi trả tiền, đúng hàng mới trả tiền. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.